Happy Life xin chào các bạn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sẽ mất trung bình khoảng 66 ngày để hình thành một thói quen mới. Con số này có lẽ không phải là điều quan trọng nhất, nhưng một điều chắc chắn rằng sẽ cần rất nhiều nỗ lực và thời gian để thay đổi cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Ngày đặt ra 3 đến 4 ưu tiên mỗi ngày. Đây là một điều quan trọng nếu bạn muốn có một ngày hiệu quả. Tập trung là cách tốt nhất để hướng bạn tới thành công, dù là mục tiêu ngắn hạn hay dài hạn. Tuy nhiên, làm sao để chúng ta có thể tập trung? Khi mỗi ngày có đến hàng chục điều khiến tâm trí sao nhãng? Hãy hạn chế những lựa chọn của bản thân. Mỗi sáng thức dậy, bạn phải hình dung rõ xem hôm nay mình muốn đạt được điều gì và tập trung vào những mục tiêu đó, 3 đến 4 nhiệm vụ nhỏ gì đó. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thời gian để làm thêm, thì cứ hoàn thành việc phải làm quan trọng nhất trong ngày hôm đó đi đã. 66 ngày, mỗi ngày dành ra 1 tiếng để đọc sách. Ai đó sẽ nói rằng mình quá bận để có thể đọc sách, hoặc đơn giản chỉ là không thích đọc sách. Tuy nhiên, hãy chọn một cuốn sách nào đó để bắt đầu mỗi ngày hoặc trước khi đi ngủ, vì đọc sách thực sự sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Khi đọc sách đã trở thành thói quen, bạn sẽ không còn ghét nó và dần dần yêu thêm việc đọc sách. Ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi tối. Hãy đi ngủ sớm, dậy đúng giờ và bắt đầu một ngày mới hiệu quả. Bạn nên thực sự nghiêm túc về vấn đề giấc ngủ, khi đó là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để duy trì sức khỏe. 66 ngày thử thách đi bộ 30 phút. Nếu không thể dành ra 30 phút mỗi ngày để đi bộ, đi dạo, bạn không thể nói rằng mình đang kiểm soát cuộc đời mình. Đi bộ không chỉ là cách tốt nhất giúp cơ thể bạn có thể trở nên khỏe mạnh, thư thái, đó còn là cách để bạn thoát ra khỏi những thói quen lặp đi lặp lại, nhàm chán trong ngày. Hãy thử dành ra 30 phút đi bộ trong công viên, đi chạy, nhìn những con đường bình thường bạn không bao giờ chạy xe qua. Đi bộ cũng là cách để chúng ta có những khoảnh khắc nhìn lại cuộc sống, tạm quên đi giây phút bộn bề và tìm về với bình yên. 66 ngày luyện tập thể lực toàn diện. Việc luyện tập sức mạnh sẽ đem đến nhiều lợi ích cho bạn. Nó giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường phát triển cơ bắp, giúp bạn gọn gàng, dẻo dai hơn. Cơ thể luôn đầy ắp năng lượng cũng như giảm thiểu các chấn thương do lười vận động gây ra. Hãy dành thời gian cho những bài tập thể lực, dù đến phòng tập hay dành thời gian thực hiện tại nhà. Duy trì một chế độ ăn hợp lý, không ăn sau 8 giờ tối. Công thức cho ăn uống cũng không quá phức tạp. Hãy ăn một bữa sáng thật đầy đủ dưỡng chất, bữa trưa vừa đủ và bữa tối nhẹ nhàng. Nếu có thể chia làm nhiều bữa nhỏ hơn thì càng tốt. Tuy nhiên, hãy nhớ việc không nên ăn sau 8 giờ tối, cắt bỏ các sản phẩm đồ uống có ga, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, ăn nhiều hơn các loại rau xanh và thực vật, uống nhiều nước, không ăn đồ ăn nhanh. Tập trung vào thực tại hơn là tương lai. Chúng ta thường hay hỏi bản thân những câu hỏi như sau đó làm gì, tiếp theo mình sẽ làm gì, mà quên mất đi hiện thực cuộc sống tươi đẹp đang diễn ra. Sự tồn tại của ta trong khoảnh khắc này, bạn luôn chờ đợi một điều gì đó, cảm giác sẽ giành được thứ gì đó trong tương lai. Rồi tôi sẽ hạnh phúc và có được điều mình mong muốn. Suy nghĩ ấy cứ bám chặt bạn. Đó là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc sống. Hãy để bản thân biết cách yêu hơn khoảnh khắc thực tại, thay vì chỉ nghĩ đến tương lai. Thói quen đưa bản thân trở về khoảnh khắc thực tại sẽ giúp bạn nhìn nhận mọi điều thông qua cuộc sống rõ ràng hơn và biết trân trọng những điều mình đang có. Chúng ta thường không hạnh phúc vì luôn cảm thấy mình không có gì trong tay. Giá như thế này, nếu được thế kia. Tuy nhiên, khi cảm nhận được sự hiện diện của thực tại, ta mới nhận ra rằng mình đang nắm giữ rất nhiều điều có giá trị, vì thời gian mới là thứ quý giá nhất. Luôn yêu thương mọi người. Đôi khi chúng ta hành xử như thế tình yêu, tình cảm cho cuộc sống này là một nguồn tài nguyên có hạn. Không phải, tình yêu không bao giờ cạn kiệt. Bạn có thể cho đi thật nhiều tình yêu như mình mong muốn mà vẫn còn đầy ắp. Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, hãy cho đi thật nhiều tình cảm cho mọi người xung quanh
và cả những điều bình dị trong cuộc sống. Cũng đừng mong rằng những tình yêu cho đi ấy sẽ được nhận lại. Chúng ta yêu một cái gì đó để bản thân thấy hạnh phúc trước tiên, hơn là để người khác thấy thỏa mãn. 66 ngày dành ra 30 phút để viết. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình có rất nhiều ý tưởng và suy nghĩ trong đầu, nhưng không thể nào cắt nghĩa hay tóm gọn nó. Chỉ bằng khi có những ý tưởng trong đầu, hãy viết nó ra, có phải hay hơn không? 30 phút để viết mỗi ngày sẽ giúp bạn gom góp những suy tư trong một ngày, hay đơn giản viết ra những điều đã đạt được hay không đạt được, một cách để tự soi lại mình và truy vấn lại những điều đã học được. Viết lại là cách tốt nhất để ghi nhớ kiến thức. Và chắc chắn, mỗi ngày chúng ta có quá nhiều điều để dung nạp vào đầu. Hãy tiết kiệm 30% thu nhập. Thực ra nếu không tiết kiệm 30% thì 10% cũng được. Số tiền bạn tiết kiệm không quá quan trọng, cách bạn tiết kiệm nó mới là điều đáng nói. Hãy bớt thời gian mua sắm hàng ngày, hàng tuần. Bạn không cần mua quá nhiều quần áo, váy vóc vì có khi không bao giờ mặc tới chúng. Việc cắt giảm chi tiêu sẽ giúp bạn không bị ám ảnh bởi vấn đề sở hữu, học cách tìm đến một lối sống tối giản và biết cách buông bỏ. Tiết kiệm tiền sẽ là cách để bạn không bị bối rối trong các tình huống khẩn cấp. Bỗng một ngày thất nghiệp, chi phí bệnh viện, ước mơ du lịch vòng quanh thế giới đã tới lúc cần thực hiện. Kết hôn với một người phụ nữ hay một người đàn ông lý tưởng của cuộc đời. Chủ động với tài chính là điều hết sức quan trọng cho mỗi người trong cuộc sống này. Khi nhận ra những thói quen ấy đang có ảnh hưởng tích cực và dần giúp thay đổi cuộc sống, bạn sẽ có động lực hơn để tiếp tục. Hãy bắt đầu chặng đường 66 ngày, hãy cố gắng thay đổi hành động của mình từng ngày. Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ không coi đó là thói quen nữa. Tất cả đơn giản đã trở thành một phần của cuộc sống. Để hỗ trợ cho hành trình theo đuổi thói quen, bạn có thể sắm cho mình bộ công cụ mang tên Thay thói quen, đổi vận mệnh, gồm số tay thực hành 66 ngày thử thách và bí mật của Phan Thiên Ân. Sách hiện được bán tại website Happy Life, Tiki, Shopee và Lazada. Bạn có thể tìm đặt sách tại đường link bên dưới video này. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share và bình luận bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Đừng quên đăng ký kênh Happy Life, chọn nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Happy Life với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về đầu tư, tài chính cá nhân, phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.